Vậy anh em chả ăn chầm với bánh đập bánh ướt tùm lung tung. Cũng tới bánh đập bánh ướt này ăn người phan chục dĩa cái gì mà nó xếp xếp nó bắt mình ăn kêu nào mình biết luôn, có chuyện cho ram vô rồi cuốn cuốn vô lại thích cuốn gì cuốn bạn bỏ đi chuối vô cuốn cũng được đó, cả ram có luôn mà cũng này nó chấm ngon nha, nước chấm nó ngon. Mình ăn hai người no tẹt ra Yamaha 90.000 quá rẻ bạn ơi. Bố ăn tiếp luôn. À, này lót vét thiệt. Rồi xong ra đây luôn. Xẹp. Việt Kiều Campuchia. Việt Kiều Campuchia còn bên này Việt Kiều Lào nè. Tên này là thiện móm nha mấy bạn. Bạn biết ai rồi đó. Mà người hửi trước khi ăn hửi nào cha. Thói quen lại vậy. Ngồi trước em. Không dễ 40 ngàn đấy đã không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 con. Quá chuyên gia húp hầu rồi bạn. Húp hầu từ bên Úc về đây luôn. Konnichiwa, xin chào các bạn. Bánh cuốn bánh đập gì lon 16A Hồng Lĩnh Phước Hòa à, ở Nha Trang thì rất nhiều người địa phương biết quán này rất là nổi tiếng luôn à, ngay góc đường Hiền Lương với lại đường Hồng Lĩnh, cái quán được 25 năm rồi nha mọi người. Cái này quán bánh ướt nghỉ một ngày, ngày mai thứ bảy bán lại, chủ nhật bán buổi sáng. Kính mời. Anh em để ăn với món gì vậy em? Ăn với bánh nước bánh đập. À, anh em để ăn bánh nước bánh đập. Còn chả giò này ăn bánh cuốn hay là gì? Cũng bánh nước đập luôn. À vậy hả? Cho anh tổng hợp đi. Chả giò với chả với nem luôn. Có 5 tục. Thì kia là hai cái nồi hấp bánh nước. Này bánh nướng đây con. Được. Rất là nhanh luôn. Bỏ vô cái xong rồi đóng hủi xong bỏ lên mỡ hành với cái bột tôm. Này nhúng tôm nguyên chất nha bạn. À, tôm nguyên chất luôn, không có pha trộn gì nên thấy cái màu nó còn lạc lạc kìa. À. Đồ xịn nha. Món này chà bông gì vậy? Ồ, chà bông heo. Nhúng đồ tự làm ghê cô. Ở nhà làm đó bà. Ồ vậy hả? Chà bông tự làm, tôm tự làm luôn. À, các bạn biết bánh đập là sao không? Bánh đập có nghĩa là một cái bánh tráng. À, giờ cô làm với tập nha đó, bánh tráng. Xong rồi bỏ cái bánh ướt lên. Xong rồi đép mỡ hành lên. Hai cái đập. À. Xong rồi bỏ chà bông heo lên. Đó, xong rồi ăn với cái mắm này nha bạn. Cái mắm này gọi là cái mắm đêm. Bỏ mắm này là mắm chua ngọt. Mắm chua cay, nói chung là tùy mọi người ăn nào đó ăn. Mắm không cay, con uống mắm không cay. Có thích trộn hai thứ cũng được đó. Đó này chả giò tự làm luôn. Chả ram. Rồi năm bánh đập chả đi kìa. 25 năm rồi nha mọi người. Đó, rất là lâu luôn. Nay mình với bạn ở bên Úc mới về lâu lắm rồi nó mới ăn được cái món này. Là dẫn nó tới đây ăn lại món hồi xưa nè, món quê hương dân dã. Cô Loan luôn phải không ạ? À, cô Loan nha. À, bánh đập trứng có nghĩa là bánh đập trứng có nghĩa là cho cái trứng lên cái bánh nha bạn. Mình chơi thứ chút các bạn, mình chơi tổng thập cẩm luôn. Chả giò, nem chả, rồi bánh đập, bánh ướt, chơi hết. Thịt nướng luôn, có thịt nướng không cô? Hết thịt nướng, rất là xui các bạn. Thịt nướng ngon lắm, ở đây thịt nướng ướp, nướng hết sảy luôn. Đó. Này bánh đập trứng nè. Trứng gà. Một cái bánh đập là một cái trứng gà luôn hả cô? À. Hai bánh đập là một trứng gà. Có bánh đập ăn luôn cô? Hai cái đập phong đầu cho hai mẹ con. À, món ăn đơn giản vậy thôi nhưng mà rất nhiều người tới ăn. Món này ăn dễ bạn, không có bị ngấy. Bắt ăn liên tục à. Cứ cái này cái kia, cái này cái kia. Ăn vèo 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 nhìn đi nhìn lại 5 7 dĩa. Thì không gian quán này. Ở 5 6 bàn thôi. Bán buổi sáng thôi phải không cô? À, sáng từ sáng tới mấy giờ nghỉ cô? 6 giờ tới 10 giờ.
chiều 3 giờ tới 8 giờ người canh giờ tới ăn nha. Nhanh chân thì còn chỗ, chậm chân vẫn còn nha, mình tới chậm vẫn còn. Bánh nước 4.000 dĩa, bánh đập 10.000 cái, bánh cuốn 25.000 dĩa, bánh bèo 25.000, bánh thập cẩm nầm lọc bèo hỏi 25.000 cũng rẻ, bánh ướt 4.000 dĩa à, ăn 10 cái 40.000 chứ mấy. Đó, sữa đậu nành xâm lạnh rồi tá lả, uống sữa nành cho mát không, uống cà phê đó. Mắm này là mắm nêm đó, mày ăn mắm nêm hay mắm chua cay. Bây giờ mình chơi hai loại các bạn, mình chơi một chén muỗng mắm nêm này cho nó thơm thơm nè, thêm miếng mắm chua cay nữa. Mắm ngọt không cay hả? Có nè, dần cắt trúng ngón cái nha Huy, chắc là giỏi chưa, giỏi đó, sắp lấy chồng được rồi Huy. Cái gì mày thả vô đây nó xìu, chừng nào ăn rồi chấm nó, mình phải chấm gì nè, chấm cái mỡ hành rồi vô rồi. Xin mời. Ngon. Mày ăn thêm miếng ớt là ngon hơn. Thôi, ớt vô nhiều vô. Mắm ngon. Giờ mình cay đâu miếng bánh nước nha. Bánh nước thì người ta bỏ ra dĩa sẵn đóng hổi đi luôn, mình gặp lại. Gặp lại. Cái hình vuông mình gặp lại, gặp lại thành một cái hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn giữa tùy mình. Hả? Là miếng như vậy. Chấm. Cái quan trọng nước mắm rất ngon nha. Mắm nêm rất là thơm ngon. Rồi xin mời. Tôm cái nhân tôm cũng ngon các bạn. Này nhân tôm tươi không có trộn bột trộn đồ giống mấy chỗ khác. À, xong hai dĩa bạn. Ngon. Cái này uống Huy nè. Hai dĩa bạn. Bạn ăn cái này với kèm chả lụa các bạn. Chả lụa, nem, chả ram nữa. Hôm nay hết thịt nướng nha, quá xui luôn. Rồi, xin mời. Bây giờ mình hỏi ý kiến bạn mình coi thử ăn sao, ăn sao bán. Ngon. Biết sao ngon không? Mình cũng biết nữa bạn, tại vì nó ngon không? Nó hợp khẩu vị từng người thôi. Mình đi ăn nhiều quán trong cái chuyến xuyên Việt vừa rồi. Có nhiều nơi nó dở ẹt à. Nhưng mà người ở đó kêu ngon. Có nghĩa là sao? Nó tùy khẩu vị của từng người. Người này ăn ngon mà người kia ăn dở, đúng không? Ở đây là dĩa kết thúc, dĩa thứ tư nha. Ăn cái này nó bắt ăn nhiều nhiều các bạn, cứ ngồi quay qua quay lại mà chục dĩa tới đây. Ở chế cái chả rồi chả ram rồi nem luôn à? Chưa chưa cái dĩa nem chả ăn chùm với bánh đập bánh ướt rồi lung tung. Còn nhiều dữ vậy hả? Chắc không, ý nói là chả nhiều quá, chả ăn hai cái rồi nhiều rồi. Đó, bây giờ mình bánh đập nha, cuốn qua cuốn lại. Chế bánh ướt em ơi, bỏ bánh tay xong rồi ra hình vậy. Rồi chấm mắm nha mọi người. Phải chạy dò khỏi cát Huy, cầm nguyên cục ăn luôn. Bạn mình kỹ bạn, nó cầm sẵn cái kéo á, thấy cái gì nó không cắt á. Cục chả giò phải ăn nguyên cái ngon rồi, cắt ra còn xíu. Chả ram tự làm, thịt nhiều, ngon. Cái này cũng phải nem xong bạn, nem có nướng lên nè. Đụng tới bánh đập bánh nước này ăn người phải chục dĩa mới về bạn. Nó xếp xếp, nó bắt mình ăn, kêu nào mình biết luôn. Nó chưa gì mà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dĩa trên bàn mà. Nem ngon à, nem ngon thôi. Nem nướng, ăn mời bạn. Chờ miếng chả nha. Chả kiểu Nha Trang, tại mình mới từ Huế vô bạn, ăn đó quen, nó đậm. Trong đây Nha Trang làm ngọt hơn, chả Huế mặn mà hơn.
À, xin mời. Ngon, công nhận ngon thiệt. Cái mắm á, đậm đà. Mắm ngon. Sau khi đã luộc lại với một cái cục chả ram bao đủ, mình ăn kiểu nào ăn tự sáng tạo thôi. Cái bánh nướng nằm giữa vậy đó, bạn thích bỏ chả, bỏ nem hay là bỏ heo quay hay là bỏ gì đó, à, không ăn cái bánh nướng nữa. Bây giờ mình bỏ cái cục chả ram vô rồi, cuốn lại, thích cuốn gì cuốn bạn, bỏ tí chuối vô cuốn cũng được. Mà cũng này nó chấm ngon nha. Nước chấm nó ngon. Ừ. Nước chấm nó ngon, chứ không phải là nước chấm ngon với lại bánh nó tươi nữa. Không phải bánh ướt cũ, đổ ra cái ăn liền luôn. Kèm chấm ngon. Miếng cuối cùng nha mọi người. Mình nướng 4.000 mấy dĩa? 10 dĩa 40. Một cái đập 10.000. Một cái đập 10.000. 50. Dĩa này 20. Dĩa này 20. Hai dĩa 40. Rồi tổng 90. Bạn mình ăn 2 người no tẹt ra Yamaha 90.000 quá rẻ bạn ơi. Giờ hai đứa đi làm rồi ly cà phê đã. Rồi bye bye các bạn. Đang ngồi uống sinh tố với mấy thằng bạn à, này là nó bên Việt Kiều Lào mới về. Quay chim đó mày. Quay chim đâu, live chim bộ. Cái quay dưới không à, bên đây là bạn Móm đang uống sinh tố. Kiều Cam mới về à? Việt Kiều Cam mới về. Ngon Móm. Ngon ngon. Sinh tố ngon gì, bia mới ngon nha bạn. Hai đứa này nó bún bơ thôi. Mình chơi ly chè trái cây, hai bố con cùng ăn. Rồi mình chơi chè. Bây giờ chơi chơi hột đác luôn. Biên hột đác ngon á. Em nghĩ đơn như trong người em thì nói chung là mình rồi. Rồi Biên chơi luôn. Rồi xong vô chơi. Vô rồi con há miệng to lên bố ăn tiếp luôn. À này lau vét thiệt. Rồi xong ra đây luôn. Xẹp. Vậy con ăn được cái gì trong đây? Đấy con lựa đi. À, ăn mít đi. Con lựa được cái gì trong đây con ăn không? Không được rồi, đá nhiêu đó thôi, đá nhiều đó bụng. Con lựa được cái gì trong đây con ăn không? Thôi được rồi, đá được rồi, con ăn một cái gì đó đi. Mít phải không? Rồi mít đó. Vậy mà lúc nãy đưa mít không ăn, bây giờ tự làm thì ăn. Xạo vừa thôi nha Ruby. Bạn mình lại quay lại quán này với hai đứa bạn Chí Cốt. Đó, thì mình không thấy mặt nhưng mà cho các bạn thấy quán nè, đi với Ruby nữa nè. Thì bạn mình mới Việt Kiều mới bên Campuchia về. Nó coi YouTube của mình á. Nó nói là chọn cái quán nào mắc nhất tôm hùm rồi này nọ. Cuối cùng nó chọn cái quán đồng giá 35k đây, mắc nhất bạn. Này là ăn sạch quán luôn nha bạn. Là món ốc. À món ốc rồi sao nữa? Đây là món ốc. Ừ. Đây là món ốc. Đúng rồi, món nào cũng ốc nha các bạn. Đây này là món sò. Sò tôm hùm đâu? À đó con tôm đó. Đây là bạch hột. À bạch hột, bạch hột. Bạch hột ngon mà cũng. À rồi gì nữa tôm? Đây là con cua. À, con cua nha bạn. Đây là con chuông. Con chào các bạn đi. Con chào các bạn. Ốc hầu phô mai các bạn. Thấy một dĩa không? Một dĩa 40 ngàn thấy đã không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 con. Quá đã luôn. Thì mình review một con thử coi thứ sao thiện. Anh Huy làm cái luôn. Ngon rồi, có hầu nào mà dở đâu. Huy chuyên gia húp hầu rồi bạn. Húp hầu từ bên Úc về đây luôn. Rồi, cái này cùi mai. Lâu rồi Huy chưa được ăn cùi mai. Nó tên Huy nha bạn. Nhưng mà thực ra cái tên nó là Henry. Các bạn biết nó là ai không? Comment Việt inbox Kiều, riêng tư cho mình nha. Việt Kiều Campuchia. Việt Kiều Campuchia, còn bên này Việt Kiều Lào nè. Tên này là Thiện Móm nha các bạn. Bạn biết ai rồi đó. Bạn bè Facebook của mình thì biết thôi. Còn các bạn ở tỉnh này tỉnh kia thì chắc chưa biết. Về đây thì mình giới thiệu nha. Còn độc thân nha.
Mày có để cho bạn ăn không mày? Mày ăn đi bạn. Ăn đi. Món này món gì Thành? Món này là con cồi mai. Đó, ăn hửi trước khi ăn hửi nó cha. Thói quen lại vậy. Thôi trước khi ăn hửi. Ăn đi hửi gì? Mày lỡ nó hôi sao? Tùy con chứ. Ăn cho biết ý kiến sao Huy ngon không? Ngon. Chú bia ngon không? Ngon bạn, vô một cái nè. Ủa còn mình hết bia rồi, giờ lên lông mới thiệt. Đây là đậu phụ. Ăn thì phải hửi nha bạn. Đó, chi chi kéo 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 đã không? À, nhầy quá vậy. Mà bây giờ mình tiếp tục quay lại món chính của mình. Đây là con cầu gai. Đó, nướng có trứng cút ở dưới nè, đó móc ra ha. Đó, có trứng cút ở dưới nè, đó. Nhâm miếng cầu gai là một. Thế ngon. Ok, béo cực. Cái này cho Thành nãy lên chưa ăn. Không ăn đi, mau ăn đi. Ta đang ăn này. Tôi ăn cái hai cái luôn. Bạn thấy không? Bạn thấy không? Bạn anh em tình nghĩa không? Nó nhường nhau từng cái một luôn để nút đi kiếm tiền nó không có thấy hai tình nghĩa. Nhường mày phi. Nè. Các bạn, khi ăn nó phải hửi một cái à. Hửi nha. Nó hửi rồi nó thấy hôi nó mới đưa mình nhắn phải đùa gai. Đó. Món cua gai á luôn ba. Cầu gai ngon con. Tôi bây uống con cay. Vô không con. À, nãy giờ ăn quá trời bạn. Hai bạn nhỏ này cũng ăn cơm, ăn cháo, ăn mì. Ruby về đi, Ruby về. Sonic ơi. Con chào các bạn trên YouTube đi. Con chào các bạn đi. Giơ tay. Dạ. Chào các bạn gì đó, con giơ tay chào đi. Không, chú đưa lên TV á, con phải chào các bạn đàng hoàng. Rồi, số không chào, Ruby chào đi. Con chào các bạn đi. Trời ơi, đó chính là màn hình thôi. Ừ. Đây là lần Google mà. Google mà.